Camera vô tình quay lại 30 sai lầm trớ trêu nhất không thể tin được đã xảy ra. Hello hello, xin chào tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá nha. Lại là quà vô cực của các bạn đây. Thu qua đông lại đến, chỉ có một ngày lạnh giá nhưng mà vẫn vui vẻ. Chúng ta hãy cùng nhau đi xem những cảnh tượng hài hước nhất đã được camera ghi lại các bạn nha. Let's go. Trời ơi, con bé mà đã biết đỡ đần cho bố mẹ, good job luôn nha. Thôi mà sắp hoàn thành thì một cú ra đòn quyết định tôi luôn bữa rau. Có cố gắng không điểm về chỗ bé ơi. Sao mày ngu thế hả? Mẹ và chị đang ngồi xem tivi, thằng con báo ném cho một phát hỏng luôn cái tivi rồi. Còn cái gì? Ủa lạ, cái cửa đâu ta? Trường hợp này tôi cũng câm nín luôn các bạn. Lắc nhẹ. Gì vậy? Ủa gì vậy? Kiểu kiểu gì? Oh shoot, vào. Ok anh bóng vẫn chưa vào khung thành mà. Thanh niên chưa gì đã cởi áo ăn mừng, đến khi nhìn lại đứng hình vài giây. Mỹ nữ đang múa mượt, cái tự nhiên té ngang quê nhưng mà vẫn xinh nha bà. Thanh niên đang thử cái độ cứng của bạn thế. Trời ơi toàn đồ vui mà. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bla bla bla. Cái gì? Bà chửi gì tôi? Thấy con trâu nó hổ báo cáo trồn ghê không bà con? Suốt ngày quay TikTok, 3 phần bất lực, 7 phần kia bất lực luôn. Quá là mệt mỏi. Chưa cho tao ăn thì chúng mày cũng không có được ăn. Con mèo nó nói như vậy. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Rằng sẽ có thể nào. Đây, đang đi chơi thì gặp báo ông già Noel. Nay không cưỡi tuần lộc mà cưỡi hẳn con quay luôn rồi. Được, Hào Hán. Ê Noel, ai vậy cưa nấy đi kìa. Xếp hàng cho khách mà toan luôn cái bánh. Vội quá, bị trẹo cái chân thôi mà. Nhân viên mới đi làm ngày đầu, thông cảm. Đây là cái bạn đi sở thú ngày mưa. Con hổ trắng với vẻ mặt bàng hoàng và ngỡ ngàng kiểu: trời ơi, mưa gió đi sở thú chi vậy bà già. Lẽ ra là nó đã được nằm ngủ nhân ngày mưa rồi đó. Bây giờ lại phải dậy chiều lòng khách đó. Vừa mới lên nhận giải thì phá luôn cái cướp của ca sĩ chất nhất cái vịnh Bắc Bộ. Vâng. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Ngồi yên cũng dính đạn kiểu: trời ơi đen thôi, đỏ chưa có sơn. Cái đây là các cậu hôn rất lãng mạn, đầy chứng kiến. Vàng này là vàng sô-cô-la à. Đang làm gì và hết đang trái tim lặng nhịp rồi nhưng lúc anh nhắn tin. Thanh
thanh niên đuổi em trai ra chỗ khác, còn mình thì ngồi xuống võng. Quả báo đến sớm lắm mọi người. Thằng nhỏ vừa vui vừa há hê kiểu này nè. Ôi dài ơi. Chiếc xe đạp này dành cho những nàng thích điệu đà. Chị em nào đi cũng trở nên dịu dàng nữ tánh trơn á. Video này không sai lầm hay là trớ trêu, nhưng mà tôi muốn lan tỏa cái điều tích cực này đến cho tất cả mọi người. Không có hạnh phúc nào bằng và quý giá hơn những người thân yêu đang chờ mình về nhà các bạn ha. Trời ơi, tan chảy thực sự luôn á. Tranh thủ, tắm luôn trên xe buýt chứ lại. Trời ơi, chú của bản lĩnh da mặt dày ghê á. Quá nhanh gọn lẹ, không một động tác thừa nào luôn á bà. Bạn với chả bè, tổ quá mức cần thiết rồi đó nha. Cút con mẹ đi. Đó, đang đi trên đường cái tự nhiên gặp Batman. Ngầu quá nha ba. Sáng sớm ra ban công hóng gió đồ, quay một hồi thấy ngay con mồm lèo đang ngó ra. Trời ơi, em nhìn như thế là gặp một sinh vật lạ vậy đó mọi người. Phát hiện một đường tăng đang thỉnh kinh thì sang qua ta xem bóng đá này bà con ơi. Thầy đổi cho đội nào á để con theo với thầy ơi. Lấy vợ đâu có dễ, mặt biến dạng luôn kìa. Nhưng mà không sao, vì em anh có thể làm tất cả. Chị gái xứng đáng được trao thưởng vượt khó để lười nhất năm nha các bạn. Khó thế mà cũng nghĩ ra được, hay nhờ. Mời đẹp. Đưa tay đi nào bạn ơi. Mèo xác, tao dân sông nước khỏi phải lo. Nhảy hăng quá, sập luôn cả cái sân khấu của người ta. Sân khấu hơi mỏng nha mấy ba. Đi làm vệ sĩ nhưng mắc cái buồn ngủ. Trời ai mà chịu được. Rồi, hy vọng xem xong video này các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ và xả stress nha. Nếu như thấy hay thì anh em nhớ like, subscribe cái nhẹ nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha.